Quang Huy và Như Nguyễn xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Thưa quý vị, trong bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Cần Thơ tưng bừng ngày hội bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi Cái Răng 2022. Cãi nhau với vợ, người đàn ông ở Bến Tre vác dao ra đường chém hàng xóm. Long An bắt hai thanh niên vào đập phá nhà người khác để đòi nhà. Cùng chuyên mục chuyện cảnh giác, đề cao cảnh giác với nạn trộm cắp xảy ra tại các cửa hàng tạp hóa. Thưa quý vị, với chủ đề bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 6 năm 2022, sáng nay ngày 9 tháng 7, ngày hội chính thức diễn ra tại Cần Thơ với nhiều chương trình đặc sắc mang đậm nét văn hóa vùng sông nước miền Tây, thời gian kéo dài đến hết ngày 11 tháng 7. Từ sáng sớm có khoảng 40 ghe thuyền đến bến tàu để diễu hành, hầu hết là các ghe tàu, bè nổi đều được trang trí bắt mắt và đều treo cờ đỏ sao vàng trên nóc ghe. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên chương trình tại ngày hội, mời quý vị cùng theo dõi. Hành trình diễu hành bắt đầu từ bến tàu tại bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng. Các tàu diễu hành được trang trí bắt mắt. Còn tại chợ nổi Cái Răng, bà con tiểu thương vô cùng hào hứng chào đón ngày hội. Các ghe bán hàng lớn nhỏ đều treo cờ đỏ sao vàng trên nóc ghe. Người dân hân hoan, hồ hởi đón chào du khách vô cùng nồng nhiệt. Hội văn hóa cho chợ nổi Cái Răng là buổi tiệc rất là hoành tráng về ghe tàu và nét văn hóa của người dân sông nước đặc Cần Thơ. Theo cho lộ trình thì tất cả mọi người đều được trải nghiệm, quan sát được cái nét sinh hoạt, đời sống sinh hoạt của người dân sông nước Cần Thơ, các cái phiên chợ trên sông, các cái ghe tàu du lịch tấp nập. Chợ nổi Cái Răng từ lâu đã là một điểm tham quan du lịch đặc sắc của vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. Đây là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới và được vinh danh là một trong 5 khu chợ thú vị nhất châu Á. Năm 2016, chợ nổi Cái Răng đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày hội bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 6 năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như diễu hành tàu trên sông, trưng bày thuyền hoa và trang trí ghe tàu bè nổi, phục vụ miễn phí trái cây và bánh dân gian cho khách tham quan chợ nổi, biểu diễn đơn ca tài tử trên chợ nổi Cái Răng. Ngoài ra, ngày hội còn có các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo bà con tiểu thương ở chợ nổi, sơn ghe, hoạt động vớt rác trên sông. Vải là một loại trái cây được nhiều người yêu thích và hiện đang là mùa vải thiều chín rộ. Và thủ phủ của vải thiều nhắc đến ai cũng biết đó chính là huyện Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang, đúng không ạ? Chính xác luôn đó Quang Huy. Mà Quang Huy và quý vị có biết không ạ? Để có được những chùm vải được bỏ lại đẹp mắt đi khắp mọi miền đất nước và cả xuất khẩu nữa thì bà con nông dân trồng vải thường phải thức hái trong đêm. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công việc vất vả nhưng không kém phần hứng khởi của bà con nông dân tại Lục Ngạn, Bắc Giang trong mùa vải ngay sau đây nha. Vải thiều đang vào chính vụ thu hoạch, người dân phải đi đèn đi bẻ từ 1-2 giờ sáng để đảm bảo chất lượng ngon ngọt của quả, kịp cung cấp cho thương lái tại vườn vào sáng sớm. Vải thiều là một cái loại quả rất là khó tính. Thời gian thu hái của quả vải để đạt chất lượng ngon nhất tầm 1-2 giờ sáng đến tầm khoảng 6 giờ sáng. Nắng lên là mình phải ngừng không thu hoạch nữa. Mình có gửi đi xa thì cái lòng vải vẫn trong veo, độ đường vẫn ngon và nó chưa bị lên độ chua. Anh Tường cho biết, dù phải thức dậy từ 1-2 giờ sáng để thu hoạch vải, nhưng anh vẫn cố gắng thu hoạch được nhiều vải. Người dân ở đây thu hoạch vải đã nhiều năm nay nên cũng đã quen giờ giấc. Nếu mà trèo cây rung đưa này buồn ngủ sao được, buồn ngủ thì ngã mất. Mới đầu thì cũng bơ ngơ, cũng sợ, nhưng mà dần dần nó khắc quen ấy. Mỗi người sẽ được trang bị một đèn pin đội đầu để chiếu sáng. Việc thu hoạch diễn ra nhanh chóng, công việc được phân công rõ ràng. Người bẻ vải, người lặt lá, người bó thành từng chùm. Đôi tay người nông dân thoăn thoắt bẻ từng chùm vải chín đỏ, thả xuống đất, sau đó sẽ được vặt lá, bó gọn gàng và được vắt cuốn đều tăm tắp. Những chùm vải chín đỏ, căng mọng, được xếp ngay ngắn, được chở đi cân cho thương lái, hoặc những vườn vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ được thương lái tới tận vườn thu mua với giá từ 15.000 đồng mỗi kg. Dự kiến vụ vải năm nay kéo dài tới đầu tháng 8. Đến nay, Bắc Giang thu hoạch được 180.000 tấn vải thiều chín sớm, và chính với 40% sản lượng vải thiều được xuất khẩu sang nước ngoài.
Thị trường được mở rộng đến nhiều nước trên thế giới, chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và các nước EU. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm 90% sản lượng xuất khẩu. Chương trình xin được tiếp nối với một thông tin liên quan đến hạ tầng giao thông. Quý vị đang thấy trên màn hình là đoạn đường 6 km trải nhựa ven sông Vàm Cỏ Tây vừa đưa vào sử dụng đã bị sạt lở, hàng chục mét đường sụt lún tới 5 mét cản trở giao thông khu vực. Sau đây là những hình ảnh thực tế mà phóng viên chương trình đã ghi nhận được. Sáng ngày 8 tháng 7, người dân tại ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng phát hiện nhiều vết rạn nứt trên đường bờ bắc sông Vàm Cỏ Tây nên báo chính quyền. Một giờ sau, mặt đường nhựa bị xé toạc, một đoạn 60 mét bị sụt lún hoàn toàn, chỗ sâu nhất đến 5 mét. Sạt lở làm gãy một cây cầu nhỏ gần đó. Ông Nguyễn Hoàng Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình Tây cho biết trong buổi sáng địa phương đã cho rào chắn, cấm biển cảnh báo không cho xe qua lại, đồng thời bố trí và phục vụ người dân trong khi chờ khắc phục. Đường bị sạt lở vừa được đầu tư nâng cấp trải nhựa và đưa vào sử dụng hơn 2 tuần. Hồi đầu tháng 5, hơn 1,5 km đường dẫn cầu Bắc Chiên bắc qua sông Vàm Cỏ Tây cũng ở huyện Vĩnh Hưng đang trong quá trình thi công bị sạt lở, nhiều đoạn nứt toác 2-3 mét sâu hơn 2 mét. Mới đây, Công an tỉnh Ninh Thuận vừa bắt giữ 4 nghi can đang làm cho dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phận Ninh Thuận. Sau khi nắm rõ hoạt động của chủ thầu, họ bàn nhau lấy trộm hàng chục kg sắt đi bán và chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng. Lâu nay, tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình các tuyến đường cao tốc bị ảnh hưởng không nhỏ khi phải đối mặt với vấn nạn trộm cắp vật liệu xây dựng, mà người trộm lại chính là công nhân thi công công trình trọng điểm này. Vì thế, chắc chắn nhóm đào chích đồ lớp nhân công này sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm minh. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Việt Dũng, 35 tuổi, Trần Văn Dũng, 19 tuổi, cùng trú huyện Cam Lâm, Nguyễn Thị Bé Phương, 30 tuổi và Nguyễn Văn Tuấn, 22 tuổi, cùng trú huyện Bắc Bình. Các nghi can khai nhận trong quá trình cùng làm thuê cho công trình cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận đã nắm được hoạt động của đơn vị thi công. Tối ngày 26 tháng 6, lợi dụng sơ hở, các nghi can móc nối với nhau trộm hơn 22 tấn sắt của công trình đưa đi bán được với số tiền hơn 300 triệu đồng. Bốn nghi can còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện một số vụ trộm khác tại công trình cao tốc Bắc Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Xin được chuyển sang thông tin liên quan đến hỏa hoạn. Thưa quý vị, mới đây một xưởng nhựa trên đường liên ấp 1-2 thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ cháy lớn khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường. Một xưởng sản xuất nhựa rộng hàng trăm mét vuông trên đường liên ấp 1-2 xã Vĩnh Lộc B bất ngờ xảy ra vụ cháy. Phát hiện vụ việc, nhiều người đã tri hô và cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong xưởng sản xuất nhựa có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và bùng cháy dữ dội. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã dùng máy bơm công suất lớn hút nước trực tiếp từ những đầm ruộng, ao hồ liên tục phun nước vào đám cháy. Ít phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm một phần khung và mái che nhà xưởng đổ sập. Nhiều tài sản bên trong khu nhà xưởng bị cháy rụi. Hiện nguyên nhân gây ra vụ cháy đang được làm rõ. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ 41 tuổi đã mất tích sau khi bỏ lại tài sản rồi nhảy cầu đường sắt Bình Lợi, thành phố Thủ Đức. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của người này. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút trưa qua, ngày 9 tháng 7, người dân sống gần khu vực cầu đường sắt Bình Lợi phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu bất thường. Khi người này đi đến giữa cầu đường sắt Bình Lợi thì bất ngờ bỏ lại tài sản rồi nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tổ chức phương án cứu nạn cứu hộ. Do nước sâu, trời mưa và gió mạnh nên sau hơn 3 giờ đồng hồ, nhiều người lặn hụp dưới sông Sài Gòn vẫn chưa tìm được nạn nhân. Người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường cho biết người phụ nữ có dấu hiệu bị trầm cảm. Sáng cùng ngày, nạn nhân yêu cầu con gái đến để gội đầu, sau đó chạy xe máy ra khỏi nhà thì xảy ra sự việc. Kính thưa quý vị, đối tượng mà quý vị đang thấy trên màn hình là Phạm Minh Thanh, sinh năm 1986, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Kẻ sau khi cãi nhau với vợ đã không kiểm soát được cơn giận, lao ra đường chém loạn xạ, khiến cho một phụ nữ tử vong. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2022, sau khi uống rượu về, Phan Minh Thanh, sinh năm 1986, trú huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre và vợ xảy ra cãi nhau. Thanh chửi bới và đập phá tài sản trong nhà. Sau đó, Thanh đi ra đường trước nhà, nhìn thấy bà Trương Mai Trinh, sinh năm 1964, ngụ tại địa phương, đang đi bộ đến.
Thanh chạy vào nhà lấy con dao rửa ra chặn đường, chém vào người bà Trinh. Bà Trinh bỏ chạy, Thanh đuổi theo tiếp tục chém bà Trinh cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau khi gây án, Thanh đi vào nhà thay quần áo và lấy xe máy chạy về nhà cha mẹ ruột ở xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sau đó Thanh đến công an xã Mỹ Thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Thanh từng có tiền án về tội cướp tài sản. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Còn tại tỉnh Hậu Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Long Mỹ vừa khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một người đàn ông để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau khi đối tượng này đánh bắt thủy sản trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện, còn cả gan đánh cả công an. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5, tổ tuần tra mật phục công an xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang làm nhiệm vụ bằng xuồng máy trên kênh, phát hiện Nguyễn Giang Phụng, sinh năm 1992, dùng dụng cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép. Thế công an, Phụng nhảy xuống kênh, bơi vào bờ và bỏ chạy, để lại xuồng máy, dụng cụ kích điện, thủy sản và một số tang vật liên quan. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì Phụng nhặt hai thanh gỗ quay lại, đuổi theo tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Phụng đánh đồng chí trưởng công an xã Tân Phú bị thương vùng đầu, tay và lưng rồi trốn thoát. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích gây tổn hại sức khỏe của cán bộ công an là 4%. Qua làm việc, Nguyễn Văn Phụng khai do bực tức vì bị lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ xuồng máy và dụng cụ kích điện nên tấn công. Không biết quý vị có còn nhớ, trong bản tin trước chúng tôi đã từng đưa tin về vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 6. Một cụ bà ở ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An đã bị một nhóm người xông vào nhà đập phá đồ đạc, phá vỡ tivi, máy giặt, bàn ghế. Và sau quá trình điều tra, hôm nay ngày 9 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Bằng, 37 tuổi và Trần Nhật Tâm, 27 tuổi, cùng ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera gắn trong nhà, quay lại cảnh đập phá, truy xét và phát hiện Bằng và Tâm là hai người trực tiếp có hành vi đập phá. Làm việc tại cơ quan điều tra, bước đầu Bằng và Tâm thừa nhận có một người trong nhà bà T đồng ý thế chấp nhà thay một số tiền để hùn nhau làm ăn. Tuy nhiên, sau thời gian dài, người này không chịu trả nợ và cũng không chịu giao nhà. Sau khi uống rượu, Bằng và Tâm nổi máu nên đã cùng thêm một số người đến đập phá nhà bà T để gây áp lực buộc người trong gia đình này phải giao nhà. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, đây là chân dung nữ hiệu trưởng đã tham ô gần 2,6 tỷ đồng của một trường tiểu học ở thành phố Rạch Giá và lừa đảo bán đất khống cho người khác lên đến 530 triệu đồng. Vào hôm qua ngày 8 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trần Thị Liên, sinh năm 1971, ngụ phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Rạch Giá về hai tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, Trần Thị Liên là hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, có trách nhiệm quản lý tài chính, chủ tài khoản tại kho bạc. Theo đó, bị cáo Liên đã chỉ đạo Trần Thị Hương là thủ quỹ, bàn giao các nguồn thu ngoài ngân sách như tiền bán trú, tiền bồi dưỡng dạy bán trú cho giáo viên, tiền bán đồng phục cho học sinh, tiền cho thuê mặt bằng căng tin và tiền vận động khen thưởng từ phụ huynh học sinh để cho Liên tự chi trả. Từ đó, Liên chiếm đoạt tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nhằm mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, đối với đất nhà ở tại địa chỉ số 86 Huỳnh Tấn Phát, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, do Trần Thị Liên đứng tên chủ sở hữu, vào tháng 4 năm 2020, Liên đã bán cho Nguyễn Hải Tú với giá 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2021, Liên tiếp tục bán nhà, đất ở tại địa chỉ trên cho ông Lê Hữu Sang và chiếm đoạt số tiền 530 triệu đồng. Kết thúc phiên xét xử, hội đồng xét xử đã nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 15 tháng 7 tới. Mở đầu chuyên mục camera nóng hôm nay là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tia sét đánh trúng cột điện bên đường tại Thanh Hóa khiến cho nhiều người không khỏi thót tim. Cảnh tượng nguy hiểm này đã được camera hành trình của một ô tô ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Sự việc xảy ra trên đoạn qua địa bàn xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy thời điểm này trời mưa lớn, từ đằng xa có hai người chở nhau trên xe máy đang di chuyển chậm chậm ở làng đối diện. Bất ngờ, tia sét đánh trúng cột đèn bên đường gây tóe lửa. Đúng lúc hai người này đang đi tới. Rất may mắn, hai người đã thoát nạn và không có ai bị thương. Tiếp theo là một vụ va chạm giao thông nguy hiểm. Một nam thanh niên, một tay cầm lái, một tay kia mãi bấm điện thoại. Do không quan sát, người này đã đâm sầm vào đầu một ô tô. Đáng nói là hành động ngay sau đó của nam thanh niên này còn gây bức xúc hơn. Cụ thể đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy một nam thanh niên, một tay cầm lái, tay kia mãi bấm điện thoại. Khi đến gần ô tô, nam thanh niên mới dừng bấm máy và cầm lái bằng hai tay. Tuy vậy, chiếc xe máy của thanh niên này vẫn đâm vào đầu ô tô. Ô tô dừng ngay lại sau khi thấy có va chạm. Tuy nhiên, thanh niên này vẫn rồ ga đi thẳng, không hề có lời xin lỗi hay đền bù. Cú va chạm khiến một phần đầu xe bị xước, móp méo. Giữa lúc giá xăng đang tăng mạnh, ở nhiều địa phương đã xuất hiện nhóm tội phạm mới, dùng nhiều thủ đoạn để trộm xăng. Và điển hình là mới đây, tiểu thương tại khu vực chợ Tân Lập, Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết đã bị trộm nhiên liệu vào ban đêm. Theo đó, vào khoảng rạng sáng, băng nhóm trộm xăng gồm 3 người chở nhau trên xe máy, dừng lại cầm theo chai và dòi, tiến tới một chiếc xe, hút khoảng 1 lít xăng, rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Người dân còn cho biết, không chỉ có nơi này, mà một số nơi khác cũng bị nhóm này gây ra. Kính thưa quý vị khán giả, tại nhiều địa phương trên cả nước, hiện nay đều có các siêu thị, các tiệm tạp hóa lớn nhỏ và không một nơi nào chưa từng xảy ra vài vụ mất cắp hàng hóa. Mặc dù luôn có nhân viên túc trực, nhưng nhiều kẻ xấu vẫn thực hiện được hành vi trộm cắp của mình. Trong rất nhiều trường hợp, chủ tiệm không có camera cung cấp hình ảnh đối tượng đào chích, thậm chí có nhiều vụ dù có camera an ninh và hình ảnh nhưng các đối tượng đã cẩn thận che mặt tinh vi nên việc điều tra bắt giữ chúng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Vậy làm cách nào để có thể hạn chế tình trạng mất cắp hàng hóa tại các tiệm tạp hóa đây? Hãy cùng với chuyên mục Chuyện Cảnh Giác của Nóng 24 giờ tìm hiểu thực tế ngay sau đây quý vị nhé. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy người phụ nữ mặc áo đỏ đi vào tiệm tạp hóa, ngó nghiêng quan sát rồi lấy trộm một túi bánh và một thùng xúc xích. Tổng giá trị khoảng 600.000 đồng. Lúc này chủ tiệm đang ở trong nhà nên không phát hiện. Một vụ việc khác tương tự xảy ra tại tỉnh Tây Ninh. Nam thanh niên đi xe máy, thừa lúc chủ tiệm tạp hóa sơ hở để dừng xe, ôm trọn 3 thùng bia rồi lên xe tẩu thoát. Còn đây là đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội vì hành vi trộm chuyên nghiệp của nữ tặc. Người này tiếp cận tủ lạnh, lấy 2 lốc sữa giấu đi. Khi đối tượng chuẩn bị ra tay tiếp thì chủ tiệm đi ra. Người này lập tức giả làm khách hàng lựa đồ, nghe điện thoại rồi bỏ đi. Còn người bán hàng thì không hề hay biết việc bị mất trộm. Các cái đối tượng này thực hiện hành vi trộm cắp là nhắm vào các cái tiệm tạp hóa là vì nghĩ rằng các cái giá trị tài sản nhỏ này sẽ không bị xử lý. Hoặc là lợi dụng cái việc là các cái tiệm tạp hóa mà đông khách thì là chủ tiệm mà không kịp quan sát thì các đối tượng sẽ ra tay. Chính với cái tâm lý đó mà hiện nay rất nhiều nhóm đối tượng là nhắm vào cái việc là trộm cắp các cái tài sản ở các cái tiệm tạp hóa. Mặc dù nó nhỏ lẻ, nó là vụn vặt nhưng đó cũng là tài sản. Thì là đây là cái hành vi mà đáng lên án nè, và phải có các cái biện pháp xử lý là mạnh tay để vừa phải đảm bảo các quy định pháp luật cũng như các cái chuẩn mực đạo đức của xã hội. Hầu hết các đối tượng nhắm vào tiệm tạp hóa không chỉ ra tay một lần mà đi hết tiệm này đến tiệm khác để trộm cắp. Điển hình như người phụ nữ áo xanh này, chị ta chủ động đánh lạc hướng nhờ chủ tiệm lấy đồ rồi trộm một loạt hàng hóa trưng bày trên bàn. Chưa dừng lại, cũng là đối tượng này nhưng ở một gian hàng khác cùng chiêu thức đã nhanh tay lẻ mắt cho các món đồ vào chiếc túi trên tay và điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đối với cái hành vi mà trộm cắp tài sản mà trong tiệm tạp hóa, tức là trộm nhắm tới những cái tài sản có giá trị là không lớn. Nếu mà tổng giá trị tài sản mà khi bị phát hiện chưa đủ để chi cứu trách nhiệm hình sự thì đối tượng này có thể là bị là xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 15 nghị định 144 năm 2021 với mức xử phạt là từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Ngoài ra còn có thể là bị là tịch thu các cái là phương tiện là thực hiện hành vi phạm tội cũng như là thu về cái tài sản mà đối tượng đã trộm cắp. Tôi lưu ý thêm cái trường hợp nếu mà tổng cái tài sản mà trên 2 triệu thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc là cái việc mà thực hiện cái trộm này đã bị xử phạt vi phạm hành chính rồi mà vẫn còn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp thì lúc này chúng ta sẽ không quan tâm đến cái định lượng tài sản nữa mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 173 là về tội danh là trộm cắp tài sản. Trước tình hình trộm cắp diễn biến phức tạp, các hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác nên có biện pháp giữ gìn hàng hóa. Ngoài ra, các điểm kinh doanh cũng cần lắp camera để giám sát, trích xuất hình ảnh của đối tượng cho cơ quan chức năng khi cần thiết điều tra vụ việc.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và công việc, đặc biệt luôn dành thời gian cho nóng 24 giờ để cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong ngày. Còn bây giờ, Như Nguyễn và Quang Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.